Xin chào các em học sinh thân mến và trong tiết học này thì cô trò chúng ta sẽ ôn tập phần tiếng Việt. Và giờ trước thì cô trò chúng ta đã ôn tập phần văn bản rồi đúng không? Lược lại tất cả các văn bản ở học kỳ 1 và tự chung lại thì trong tiết học này đối với phần tiếng Việt tuy là nó chỉ có chiếm một số lượng uh, nhỏ thôi, nhưng mà cô cũng muốn rằng cô sẽ ôn tập chọn luôn là đối với phần tiếng Việt cả học kỳ 1 và cả học kỳ 2 gồm có những nội dung quan trọng, gồm có những nội dung trọng tâm như sau. Trước tiên thì cô trò chúng ta sẽ quan tâm tới phần 1 La Mã, đó chính là về câu ghép. Tuy rằng là đối với câu ghép chúng ta được học rất là kỹ đối với chương trình lớp 8, nhưng mà nhỡ may, câu ghép này cũng được lồng ghép vào trong phần viết đoạn văn của chúng ta. Đúng không nào? Khi mà người ta yêu cầu chúng ta lại trong đoạn văn đó có sử dụng câu ghép thì các em cần phải ôn tập lại thế nào là câu ghép đúng không nào? Câu ghép là câu có từ hai thành phần chủ ngữ và vị ngữ trở lên và không bao chứa lẫn nhau thì đấy được gọi là câu ghép. Như vậy có hai điều kiện tiền quyết. Điều kiện 1 là có từ hai thành phần chủ ngữ, vị ngữ trở lên. Đúng không nào? Có thể là ba thành phần chủ ngữ thì tương ứng với ba thành phần chủ ngữ sẽ là ba thành phần vị ngữ, đúng chưa nào? Tương tự như vậy, cô lấy ví dụ như một ví dụ rất là đơn giản thôi nhá. nhớ là khi viết một câu thì các em cần phải kết thúc dấu chấm cho cô thì đó mới hoàn thiện là một câu ở đầu viết hoa, cuối kết thúc là một dấu chấm. Và quan sát vào ví dụ 1, bây giờ cô trò chúng ta sẽ phân tích thành phần chủ ngữ và thành phần vị ngữ có ở trong câu 1 này. Trước hết là được chia ra thành ba vế đúng không? Vế đầu tiên là bố đọc báo, vế thứ hai đây được gọi là vế một Vế thứ hai là mẹ nấu cơm. Mẹ nấu cơm. Cô xin lỗi nhá. Đây, mẹ nấu cơm là vế hai. Còn vế còn lại là em học bài sẽ là vế 3 Được chưa nào? Và cụ thể quan sát đầu tiên đối với vế một. Bố sẽ là thành phần chủ ngữ một. Đọc báo sẽ là thành phần vị ngữ một đúng không nào? Trong chủ ngữ này chúng ta thường thấy là đại từ đại từ xưng hô, đại từ nhân xưng này à, hoặc là có thể là danh từ nữa, Được chưa? Thứ hai là mẹ sẽ là thành phần chủ ngữ hai, nấu cơm sẽ là vị ngữ hai và trong thành phần vị ngữ này thường thường chứa động từ và tính từ. Em sẽ là thành phần chủ ngữ. một. À cô xin lỗi, chủ ngữ ba, học bài sẽ là vị ngữ ba. Như vậy là tương ứng với các chủ ngữ thì sẽ là vị ngữ, chưa? Điều kiện thứ nhất, điều kiện thứ hai là các thành phần không bao chứa lẫn nhau. không bao chứa lẫn nhau. Nhớ nhá, là hai điều kiện tiên quyết. Đây, tách riêng các thành phần và không có thành phần nào bao chứa thành phần nào. Hai La Mã là cô muốn các bạn ôn tập lại cho cô kiến thức về lời dẫn trực tiếp và lời dẫn gián tiếp. đầu tiên là đối với lời dẫn trực tiếp nhé. Một nhỏ lời dẫn trực tiếp. Đối với lời dẫn trực tiếp và lời dẫn gián tiếp thì chúng ta được học ở trong sách tập 1 ngữ văn 9, đúng không nào? Và nhớ lại về khái niệm thế nào được gọi là lời dẫn trực tiếp. Đó chính là trích lại nguyên văn lời nói hay ý nghĩ của nhân vật được không nào như vậy ở đây thuật lại nguyên văn lời nói hay là ý nghĩ của nhân vật sang điều kiện số 2 đó chính là lời dẫn trực tiếp sẽ được đặt ở à, đặt trong dấu ngoặc kép Đôi khi có thể là đặt ở đằng sau dấu gạch ngang, đặc biệt là được thể hiện cho các đoạn hội thoại cho các văn bản văn xuôi, các tác phẩm văn xuôi thì dấu gạch ngang sẽ thể hiện lời nói của nhân vật. Chưa nào. Hai nhỏ đó chính là lời dẫn gián tiếp Lời dẫn gián tiếp có khác gì so đối so với lời dẫn trực tiếp? Thứ nhất, đó chính là thuật lại lời nói hay ý nghĩ của nhân vật quan tâm cho cô chữ thuật lại. Còn ở đây là thuật lại nguyên văn, nó khác một chút đúng không? Và đối với thuật lại ở đây có sự chỉnh sửa nhưng nó không làm mất đi ý nghĩa của câu nói, được chưa nào? Và thứ hai, lời dẫn gián tiếp không được đặt trong dấu ngoặc kép. Tiếp theo là cách chuyển từ lời dẫn trực tiếp đối với lời dẫn gián tiếp là như thế nào? Chúng ta có thể là dễ dàng thôi. Trước tiên là các em có thể là bỏ cho cô dấu ngoặc kép đi. Bởi vì là lời dẫn trực tiếp thì sẽ không đặt đặt trong dấu ngoặc kép, đúng không? Và cái thứ hai là chúng ta phải thuật lại ý nghĩ hay lời nói của nhân vật sao cho nó phù hợp. Nhớ chưa? Đấy là đi hai điều kiện mà chúng ta để chuyển thành lời dẫn trực tiếp và sang lời dẫn gián tiếp có thể là thay đổi một số về đại từ đại từ nhân xưng chẳng hút chẳng hạn nhá đấy là một số lưu ý khi mà chúng ta chuyển từ lời dẫn trực tiếp sang lời dẫn gián tiếp và cũng rất là dễ ra trong các đề thi trong các đề kiểm tra nó có sự kết hợp giữa phần tập làm văn với phần tiếng việt kết hợp lại với nhau cô lấy ví dụ đối với một câu hỏi như sau là từ đoạn văn trên hoặc là từ đoạn trích trên em hãy nên cảm nghĩ của mình về đoạn trích đó và trong bài viết của mình thì có sử dụng một lời dẫn trực tiếp thì đó là có sự lồng ghép giữa phần tập làm văn và phần tiếng Việt thế nên là các em sẽ lưu ý cho cô thế nào sau phần ba la mã cô trò chúng ta sẽ tiếp tục vào nội dung bài học ngày hôm nay tiếp theo đến đồ, đến với phần uh, ba la mã cô trò chúng ta sẽ quan tâm tới thành phần biệt lập học rất kỹ trong kỳ 2 đúng không nào? Và thành phần biệt lập ở đây quan tâm tới bốn thành phần biệt lập cho cô và các em hãy nhớ lại rằng chúng ta được học bốn thành phần biệt lập và hãy kể tên cho cô bốn thành phần thành phần biệt lập đó. Nào. Một thành phần đầu tiên đó chính là thành phần biệt lập gọi gọn đáp đúng không? À sai, đó chính là thành phần tình thái. Cô trò chúng ta cũng sẽ liệt kê thứ tự nhé. Theo như là tiến trình học ở trong sách giáo khoa thì các em có thể nhớ hơn. Thành phần biệt lập tình thái. Đó chính là sự phỏng đoán đúng không nào? Để chị sự phỏng, phỏng đoán, cô lấy ví dụ qua một số từ ngữ như là từ chắc hẳn, chắc là có lẽ dường như vân 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 các em có thể tự liệt kê vào thứ hai đó chính là thành phần biệt lập cảm thán thành phần biệt lập cảm thán này có tác dụng là gì nhỉ? Bộc lộ cảm xúc nào? Bộc lộ cảm xúc. Thế nào được gọi là bộc lộ cảm xúc? Ví dụ là chúng ta chúng ta nhận được một kết quả tốt thì chúng ta thế nào? Rất là vui, rất là hạnh phúc, đúng không? Thế còn nếu mà khi mà chúng ta gặp chuyện buồn thì cái tâm trạng của đấy của chúng ta thế nào? À, rất là buồn này, rất là chán. Đúng không đó à, được gọi là bộc lộ cảm xúc của chính bản thân mình. Cô lấy ví dụ qua một số từ ngữ cảm tán như là ôi, chào ôi, thương thay, vân 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 vân. Trời ơi biết chừng nào siết bao. Thế nào? Ba nhỏ thành phần biệt lập gọi đáp Thành phần biệt lập gọi đáp này có tác dụng là gì? Đó chính là duy trì mối quan hệ giao tiếp. Đã có người nói thì phải có người nghe đúng không nào? Và Đối với thành phần gọi đáp này rất là dễ nhận biết đặc biệt là trong các đoạn hội thoại lượt lời giữa nhân vật này với nhân nhân vật khác đúng không? Nào? Ví dụ qua một số từ ngữ như là dạ bẩm vâng vân 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 vân. Vâng. Đó, để là duy trì mối quan hệ giao tiếp với người này với người kia đúng không nào? 4 Thành phần biệt lập cuối cùng đó chính là thành phần biệt lập phụ chú. Chúng ta phải nhận diện được các thành phần này nhé bởi vì là khi viết đoạn văn có sự lồng ghép vào thì lúc đó chúng ta mới có viết được về cả mặt hình thức và cái mặt nội dung. Được chưa nào? Thành phần phụ chú ở đây, cái dấu hiệu nhận biết dễ nhất là được đặt ở trong dấu ngoặc đơn hoặc là được đặt ở trong dấu gạch ngang hoặc là được đặt giữa hai dấu phẩy. Chưa? Lưu ý nhé về mặt hình thức. Thì bây giờ chúng ta sẽ quan sát tới ví dụ để cô có thể là phân tích hơn đối với thành phần phụ chú. Nó chỉ là bổ sung thêm ý nghĩa thôi, chứ nó không làm vai trò giống như thành phần chủ ngữ và thành phần vị ngữ. Thành phần chủ ngữ và thành phần vị ngữ được coi là thành phần nòng cốt câu, đúng không nào? Còn thành phần phụ chú chỉ mang ý nghĩa là bổ sung thêm thôi tôi có lấy ví dụ cụ thể hơn nhé ông sáu một ví dụ rất là quen thuộc này ông sáu ba của bé thu là một người cha tuyệt vời Rồi, như vậy ở đây. Cô sẽ phân tích cụ thể vào thành phần phụ chú, thành phần phụ chú ở đây. À, hình thức dễ nhận biết nhất là ba của bé Thu đúng không? Ông sáu sẽ là thành phần à, chủ ngữ, còn đối với ba của bé Thu sẽ là thành phần biệt lập phụ chú. Ở đây thì phần biệt lập phụ chú này bổ sung cho đâu? Chính xác là bổ sung cho ông Sáu để chỉ rõ hơn Đó chính là ông Sáu là ai? Là ba của bé Thu Nhưng vị ngữ ở đây nòng cốt câu Là một người cha tuyệt vời là thành phần vị ngữ Chúng ta có thể là bỏ được thành phần biệt lập này đi Vẫn hoàn thành câu đúng không? Ông Sáu là một người cha tuyệt vời Thì chủ ngữ ở đây sẽ là ông Sáu Còn vị ngữ ở đây là một người cha tuyệt vời thế nào? Như vậy là đối với thành phần phụ chú thì các em có thể là cho vào trong dấu ngoặc kép này hoặc dấu gạch ngang hoặc là giữa hai dấu phẩy. Như vậy là ở đây thì nhận thấy rằng là cô đã đặt thành phần phụ chú ở trong dấu ngoặc đơn. Đó cái dấu hiệu nhận biết nhất là đối với thành phần phụ chú thì được đặt ở trong dấu ngoặc đơn. Thứ hai là dấu gạch ngang và thứ ba là giữa hai dấu phẩy để bổ sung, hầu hết là bổ sung cho về đằng trước của câu thôi, thành phần chủ ngữ. Chưa nào. Như vậy là cô trò chúng ta đã ôn tập xong đối với thành phần biệt lập và nhớ lại cho cô là chúng ta được học 4 thành phần biệt lập: thành phần biệt lập tình thái, thành phần biệt lập cảm thán, thành phần biệt lập gọi đáp và cuối cùng thành phần biệt lập phụ chú. Đến với phần 4 la mã thì cô trò chúng ta sẽ đi tìm hiểu đối với nội dung bài học tiếp theo. Và cuối cùng thì cô muốn các em ôn tập lại cho cô đối với phép liên kết câu. Rất là quan trọng nhé, có liên kết về mặt nội dung và liên kết về mặt hình thức. Nhưng mà chú trọng ở đây thì cô mong muốn là các em sẽ ôn tập thật kỹ cho cô đối với phép liên kết về mặt hình thức. quan tâm cho cô. Trước tiên là đối với phép liên kết về mặt hình thức thì chúng ta có các phép liên kết như sau. Phép nối. Thứ hai là phép lập. Thứ ba là phép thế. Và cuối cùng là phép liên tưởng. đồng nghĩa trái nghĩa đối phép liên kết thứ tư này thì ít gặp hơn nhưng mà chủ yếu là trọng tâm vào đối với ba phép liên kết phép nối phép lập và cuối cùng là phép thế được sử dụng rất nhiều và đề thi ra rất là nhiều đối với phép liên kết này. tác dụng của phép liên kết câu đó chính là nối kết giữa các câu lại với nhau để tạo ra sự chặt chẽ cho các câu trong một đoạn văn đúng không nào? đó chính là yêu cầu mà khi viết đoạn văn thôi nhá. còn uh, viết bài văn thì sao? sẽ tạo liên kết giữa các đoạn với nhau nữa đúng không nào? quan tâm đầu tiên cho cô vào đối với phép nối, phép nối là sử dụng các quan hệ từ sử dụng các quan hệ từ hoặc là cặp quan hệ từ ví dụ như là nối qua từ nhưng này tuy nhiên vân 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 đúng không nào từ và nữa đó là một số từ để thể hiện là sử dụng phép nối và lưu ý ở đây là khi mà chúng ta sử dụng đối với quan hệ từ từ nhưng từ đi nhiên này là nối giữa các câu với nhau chứ không phải là các vế câu trong các vế câu trong một câu mà đó chính là giữa các câu với nhau nhớ chưa đến với phép lập phép lập là gì có nghĩa là lặp lại từ ngữ Và tác dụng của phép lặp là gì các em? Đó chính là nhấn mạnh, đúng không nào? Rồi. Thế còn đối với phép thế à là thay thế từ ngữ. Để tránh sự lặp lại gây ra nhàm chán, có sự phân biệt ở đây nhé. Đối với phép lặp là nhấn mạnh có chủ chủ đích, thế còn đối với phép thế? Phép thế là thay thế từ ngữ để tránh lặp lại để tránh gây ra cái sự nhàm chán, được chưa? Cô lấy ví dụ như là tác giả Nam Cao. Ở đây trong các câu trong các câu Kem viết luôn luôn là tác giả Nam Cao tác giả Nam Cao là một người viết rất là sâu sắc về chuyện ngắn Rồi tác chấm này, rồi đến tác giả Nam Cao Sinh, à quê quán ở Hà Nam Rồi chấm lại tác giả Nam Cao là tác giả của tác phẩm Chí Phèo Như vậy ở đây, nó có sự lặp lại của tác giả Nam Cao Nó gây ra cái sự nhàm chán, đúng không nào? Vậy ở đây, chúng ta có thể thay thế từ ngữ bằng cách nào? Câu đầu tiên các em có thể là viết tác giả Nam Cao Về sau có thể viết tác giả Đúng không nào? Có sự biến đổi đi Đúng không? Rồi, có thể thay thế bằng từ nhà văn chưa? Chúng ta có sự luân chuyển để tránh gây ra cái sự nhàm chán trong một đoạn văn Đặc biệt là các em hay vướng mắc nhất là đối với phần mở bài Chưa? Đấy là một số lưu ý cô muốn dặn các em Để chúng ta là rút kinh nghiệm Tránh tình trạng là tái phạm những cái sai lầm như thế này Nhớ nhá Như vậy là cô trò chúng ta đã ôn tập xong tiết học ngày hôm nay Đó chính là về phần tiếng Việt Thứ nhất là câu ghép Thứ hai là lời dẫn trực tiếp và lời dẫn gián tiếp Và thứ ba đó chính là à, thành phần biệt lập Cuối cùng là phép liên kết câu như vậy bốn nội dung như này rất là quan trọng các em có thể là ghi ra một quyển vở À, đó cũng chính là cái sổ tay của chúng ta để ôn tập dễ dàng hơn khi nào mà quên có thể là dở ra thì chúng ta có thể là nhớ kiến thức một cách chắc chắn nhất còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các em trong những giờ học tiếp theo.